Hello, Hai Lúa xin chào bà con. Chào các bạn, hôm nay Hai Lúa giới thiệu với bà con là mình sử dụng men vi sinh này nha bà con. Tạc bể ốc mà. Tạc định kỳ là 15 ngày một lần nha bà con. Cái bể ốc này hay lúa nuôi được cũng 15-16 ngày nè, thả tới giờ đó. Và ốc ốc bé tí đợt trước hay lúa có thả, có làm video. Men vi sinh này là mình xử lý để mà làm cho nước nó trong với sạch đáy ao, đáy bể hồ. Rồi Hai Lúa cũng chia sẻ thêm là bà con mình khi mà nuôi ốc nhỏ thì cho ăn mớp mà mình gọt vỏ rồi mình lát mỏng luôn nha bà con, đừng để nguyên trái nha bà con. Mình nên cho ăn là buổi chiều là ốc ăn rất mạnh, khi mà tới chiều lại hôm sau là ốc ăn hết rồi. Còn nếu mà mình cho ăn vào buổi sáng ốc nó ăn ít rồi thức ăn mình nó cù cặn lại là ô nhiễm nước nha bà con. Ốc này được 15 ngày mà ốc cũng lớn bà con ơi, thấy phát triển rất là tốt. Nước trong tới đáy luôn nè bà con. Đợt này Hai Lúa không có thả giá thể nhiều nên ra nước nó rất là trong. Thấy tới dưới luôn nè. Đây để Hai Lúa nhớ con ốc. Hôm bữa Hai Lúa thả rất là bé nè, 15 ngày được cái lớn nè bà con. Ốc được cái lớn. Bể này thì Hai Lúa thả khoảng 1.000 con nè bà con. Mười lăm ngày Hai Lúa vẫn chưa thay nước lần nào hết. Đây nước cái tạc này là men vi sinh, tạc đều ra. Men vi sinh này thì Hai Lúa được một người bạn quen tặng để mà nuôi ốc. Bà con nào có đang nuôi ốc hay là đang chuẩn bị nuôi thì cứ theo dõi Hai Lúa nuôi cái bồn này nè, xem có thành công hay không bà con. Cái men vi sinh này thì nếu mà làm thì rất là rẻ, không có mắc gì hết. Còn mình thấy không? Ốc nó được lớn nè. Đó. Là 15 ngày. Ốc đợt này là phát triển rất là tốt. Bà con mình hạn chế cho nó ăn thức ăn dư thừa nha bà con. Nếu mà có nuôi ốc á. Lần này thì Hai Lúa thấy bọn ốc này là thấy hiệu quả. Nhưng mà còn đến lớn thì chưa biết. Chứ mười mấy ngày thì chưa thay nước mà nước vẫn tốt, không thấy hao luôn nha bà con. Phát triển ốc phát triển rất là tốt. Được cái lớn rồi đó, 15 ngày. Nó lớn nhỏ thì cũng chưa đều, nhưng mà cái số bự là nó cũng có được bự cái lớn rồi nè. Xin chào bà con, hôm nay Hai Lúa giới thiệu với bà con là men vi sinh sử dụng cho mình xử lý cho nước nó trong với sạch tới ao nha bà con. Xin chào bà con.